băng qua con đường ngoằn nghèo, sỏi đá lởm chởm với bao ổ gà nằm khuất dưới chân núi ở xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội. Trại Phong Đá Bạc được xây thành một dãy nhà cấp 4, được phủ một lớp sơn màu vàng qua thời gian. Những gam màu tường trở nên nhợt nhạt, lạnh lẽo, bám đầy rêu phong. Dãy nhà gồm 18 căn phòng, nhưng chỉ còn lại vài căn có thể ở tạm tránh mưa nắng, còn lại đã xuống cấp, không dùng để ở được. Trại Phong Đá Bạc được xây dựng vào khoảng cuối thập niên 60 của thế kỷ trước. Nó được dùng làm nơi cư trú, chăm sóc cho các bệnh nhân mắc chứng phong. Trước đây, trại từng có tới hơn 100 bệnh nhân, nhưng vào năm 2013, chính quyền thành phố Hà Nội quyết định di dời trại đi nơi khác. Các bệnh nhân phong, người trở về sống với gia đình, họ hàng, người tìm đến trại khác, chỉ còn lại 9 cụ già quyết định xin ở lại, phần vì không còn người thân, phần vì để chăm sóc người cùng trại đã khuất núi. Từ đó đến nay, họ vẫn giao cháo nuôi nhau ở một khu nhà hoang. Ở đây thì thôi một ngày nên nghĩa chuyến đò nên quen. Thì bây giờ lại các cụ quất núi thì chúng tôi cũng muốn là tôi muốn chứ tôi cũng không rủ ai cả, tôi thì bảo tôi không đi đâu. Thì thôi các bác làm ơn cho tôi ở tại đây. Thôi tôi thì tốt cũng được. Tức là tôi ở đây tôi còn hương khói cho những người khuất núi. Thế đấy, tôi có cái nguyện vọng của tôi là đèn hương cho những người đã qua đời, đã khuất núi, là ở đây với nhau rồi. Thế tôi thương lắm. Trại Phong nằm tách biệt với khu dân cư, và vì thế cuộc sống ở đây phải tự cung, tự cấp. Họ sống ở đây gần như cô lập với thế giới bên ngoài. Người trồng rau, người nuôi gà để cải thiện bữa ăn. Hàng ngày, các cụ sống nhờ rau xanh, đậu, lạc và muối vừng, cơm trắng. Thỉnh thoảng, những đoàn hảo tâm mang theo gạo, đường, mắm, muối lên giúp bữa ăn của họ bớt kham khổ hơn. Cái bệnh của chúng tôi, bệnh khỏi thì cái tật nó không khỏi. Việc các cái gân cốt hay là nó tàn phế từ cả cái dây thần kinh. Thế là kể cả da thịt nó cũng tàn phế. Vì nó tê rồi nó mất cảm giác. Nhà tôi bà năm nay 75 tuổi rồi. Tôi mắc về nhà tôi còn bây giờ lúc trẻ thì lấy nhau. Thế mà bà thì là người không bệnh tật, lúc bấy giờ người ta lấy mình, bây giờ mình để ta sống cô đơn quá, không lương tâm. Cho nên tôi phải xin ở lại để chung nom bà. Khi chúng tôi tới đây, các cụ già vui lắm, phần vì có người trò chuyện, phần vì cũng đã lâu họ mới được tiếp xúc với người bên ngoài. Họ nói, ngoài bệnh phong, tất cả đều mắc thêm một căn bệnh mãn tính khó chữa khác, đó là bệnh thèm người. Ai nấy đều rất vui nếu bất chợt thấy có người lạ ghé thăm. Họ thèm được nghe tiếng nói cười, háo hức nghe kể về thế giới bên ngoài. Nửa thế kỷ đã đi qua, thế giới bên ngoài là sự phát triển như vũ bão. Còn ở đây, mọi thứ như ngưng lại và chỉ dần lụi tàn.